xa đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ Giáng sinh sinh một được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quen em mới cho mình biết tên cuộc đời chinh chiến quanh năm với bâng biển thì gót liễu mong manh làm sao bước song hành anh chị e ngay gió lay nụ tầm xuân vừa hè chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím. Rồi, chào mừng anh em đã quay lại với kênh âm thanh nội địa Sài Gòn. Mình tiếp tục giới thiệu anh em dàn nội địa cao cấp Panasonic Model SLHD55, dàn thiết kế 3 thước rời âm ly, tuner và CD. 3 thước rời kết nối với nhau bằng cáp bẹ phía sau anh em ha. Thiết kế có dáng rất là đẹp. Bên hông này có hai cái đèn viền rất là đẹp mắt. Viền màng mặt trước này thì thiết kế nhôm hết. Đây là mica, cứng cáp sang trọng và không trầy xước gì luôn. Các nút gạt cần gạt, nút bấm này nè còn rất là đẹp. Dàn chỉnh được bass chép trên máy luôn anh em ha. Rất là tiện lợi. Cặp loa rin theo dàn. Dàn này thì size trung, loa bass 14 bằng carbon và viền cao su. Viền cao su béo anh em ha. Cao su này nó thước nó to hơn cái viền cao su bình thường. Nút bass rất là hay. Dàn này thì dòng cao cấp nên chất âm rất là đẳng cấp, rất là chi tiết và gọi là sang chảnh đó. Cặp loa to và thiết kế màu gỗ rất là đẹp. Còn đẹp góc cạnh luôn. Loa này công suất nó là 100W một thùng anh em ha. Thì một cặp nó là 200W. Lưới loa đầy đủ, màu xanh thì rất là đẹp. Muôn vạn lối yêu nhau vì lời. Cái loa còn rất là đẹp luôn. Này, hàng bãi về nguyên zin, nguyên bụi vậy còn keo luôn anh em ha. Đang test chức năng là CD. Máy có FM full tần số và có AUX khi nhập từ điện thoại máy tính hoặc là mình gắn qua Bluetooth nghe rất là hay. Chỉnh được bass chép trên máy thì cái âm nó rất là thay đổi rất là hay. Đây mình tăng bass này. Bass thì cộng trừ 3 ha. Kép. Ta nhìn nhau. Kia mắt trao một. Cái âm rất là sạch, rất là chi tiết ha. FM thì bấm input selector đây, chuyển qua chế độ tuner. Mình đang bắt 95.6, mình vào đài tăng giảm tần số được anh em ạ. Bằng cái nút dần này nè. Dần tới dần lui. Rồi mình test chức năng nghe điện thoại, bấm dặn cái input này qua AST. AST gọi là external là bên ngoài ha. Mình có nói không dây tới cái điện thoại này đây. Rồi mở nhạc lên YouTube nha. Thank you.
cao cấp Panasonic model HD55, dạng thiết kế 3 thớt rời, mặt ốp nhôm và mica nhìn rất là đẹp, sang trọng và sáng bóng, dạng cao cấp, thiết kế đẹp về hình thức và chất âm rất là đẳng cấp anh em ha, bass chép rõ ràng chi tiết và chất âm rất là trong, được mệnh danh là xe tăng anh em ha, chất âm rất là quý tộc. Cặp loa size trung, công suất 200W một cặp, loa bass 14 bằng carbon viền cao su béo và chép giấy, đánh tiếng rất là hay, chỉnh được bass chép trên máy luôn, CD, AUX và FM. Anh em mà mua vi lầm liên hệ mình 0981 333 246, anh em ký kênh nhấn nút thông báo bên phải video, nhấn chuông nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.